Hai đội chơi ơi, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón anh đầu bếp Dương Minh đi nào. Xin chào hai đội chơi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đến với chương trình mang cho mọi người một món ăn, đó là cá hồi sông khói mà ăn với lại sốt kem bơ. Đầu tiên thì mình sử dụng là cà chua cocktail, tại vì nó có một cái độ ngọt và cái vị chua nhất định, và cái hình dạng của nó khá là đẹp, khá là bắt mắt. Thì cà chua đầu tiên của mình dùng á, thì mình sẽ cắt làm từng khoanh. Thì mình sẽ dùng dao cắt cà chua thành khoanh, từng khoanh tròn. Sau đó mình sẽ bỏ cái phần ruột của cà chua đi, tại vì cái phần ruột này nó làm ướt cái phần món ăn của mình. Tiếp theo đó đây là cái phần là khoai tây. Thì khoai tây mình sẽ bào mỏng, bào thành sợi, và mình sẽ chiên nó với bột để tạo thành cái phần đế ở dưới cho món ăn. Mình sẽ làm trước, sau đó Him sẽ làm thử nha. Ủa, em được làm luôn hả? Được. Trời. Đầu tiên mình sẽ làm. Him sẽ làm cho đội chiến thắng ăn nhé. Tiếp sau đó là một lát cà chua. Đây là phần kem bơ. Anh Minh ơi, em đang trong quá trình giảm cân á anh. Thì ăn cái này có, không biết có sao không anh? Không, cái này chỉ đợi những tháng ăn thôi mà. MC đâu có ăn đâu ha. Đúng rồi, MC đâu được ăn. Các bạn ơi, các bạn đến với nhà hàng của tôi đó. Ồ, vậy hả? Dạ, xin lỗi anh. Xin lỗi, MC. Sau đó mình sẽ dùng cá hồi sông khói. Ok. Mình sẽ dùng cá hồi sông khói và mình sẽ cuộn vào và mình mở ra giống như cái bông hoa hồng vậy á. Sau đó thì mình sẽ đặt lên cái phần kem. Công phu gì vậy? Rồi sao nỡ ăn trời. Để tôi ăn phụ cho. Không nỡ ăn, tôi ăn cho. Đếm lại. Bây giờ mời Him. Him sẽ thử làm một miếng nha. Làm sao cá hồi ngụp lặn trong trái tim em nha. Rồi. Đâu. Để em copy bài cho. Theo mẫu thôi. Đó là gì ta? Khoai tây. Tôi đang hỏi anh Him. Hồi nãy không tập trung à. Cái đó cho anh Him. Cái gì mà chèm nhẹp vậy anh? Em từ chối, nó ngập lặn trong trái tim em. Nó ngập lặn thiệt đó, gì đấy không? Không ấy, mình làm lẹ lẹ để ăn được không? Trời đất ơi, ba cái đủ ý. Rồi, xuất sắc quá. Yeah. Sau đó mình sẽ dùng một ít tiêu để mình trang trí và có mùi thơm. Wow. Và đây là phần thưởng dành cho đội chiến thắng. Ê, em phải tự trọng đội chiến thắng. Giữ, xin hãy giữ tự trọng. Ăn luôn được chưa anh? Hiên sẽ múc cho các bạn nhé. Em múc được mà. Anh gấp. Thôi luôn. Cái này là gấp. Hiên sẽ gấp cho các bạn nhé. Dạ. Anh ơi, mình có lấy miếng chải cho em được không? Là sao? Mang cái miếng chảy chảy này. Tấm lòng của anh Hiên mà. Cái này của anh Hiên làm cho chị mà. Đấy, mời em. Đành ăn. Anh Hiên ơi, em nữa nè. Dạ, cảm ơn anh. Mình xin phép. Anh đáng lẹ đi, trời ơi, lẹ đi. Tôm ngon mà em. Ủa, phải ăn hết một lần chứ Mạnh Thiên, sao ăn kỳ vậy Mạnh Thiên? Hả, miệng bự quá. Ủa, không biết ăn đúng không? Không biết ăn cà chua. Không biết ăn thì đưa đây mình ăn thử cho. Tiên, cảm nhận của em như thế nào? Thứ nhất là cá hồi rất là mềm nè, rất là tươi. Rồi cà chua thì nó rất là ngon, rất là thanh thanh, ăn hòa quyện vô nó không có bị ngán. Với lại cái đặc biệt là cái khoai tây này nè. Ở ngoài á, nghĩa là nó giòn giòn, nó chai sực sực sực, nhưng mà ở trong là mình cắn vô một miếng thôi là khoai tây nó chảy ra rất là ngon. Cảm giác nó có sự kết hợp rất là hay. Vừa giòn giòn của khoai tây nha, với cái vị mềm, vị xốp của cái sốt kem bơ, đặc biệt cái sự tươi mát của cà chua với lại cá hồi nó quyện lại với nhau. Chùi nước miếng kìa. Em thấy ấn tượng với cái sốt này á anh. Sốt này ăn không có bị ngán, bị ngày này. Đúng rồi, nó rất là ngon luôn. Ăn rất là tươi mát luôn ha. Cảm ơn anh rất nhiều. Để em thử coi có béo không. Mời đội chua, các bạn hãy thưởng thức những món ăn đũa này nó của các bạn. Dài lắm. Mọi người nhìn coi tay em có dài không nè? Không tới đâu em. Quá trình mà nãy giờ mọi người focus vào cái món ở bển thì em đã lén ăn một con tôm rồi. Ngon không vậy? Nhưng mà nó chưa chín không? Ngon không chị? Không, nó chín rồi em. Mình dùng kèm với cà tím á. Em sẽ thử cà tím của đội em. Đâu em cũng trả cái gì kìa, mời coi. Gương mặt TVC coi nè. Ăn cà
gà mà tôi tưởng như đang ăn mì. Ngon lắm luôn, em thấy ngon lắm luôn á. Rồi. Tôi can đảm ra ăn hết nguyên miếng. Cảm giác như thế nào? Ngon không? Nhắm mắt lại luôn. Thở luôn. Cuối cùng là ngon. Đây là cái món em nấu, em không thể nói dở được. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Bởi tôm hết rồi kìa. Chính ra ngon mà hết tôm luôn, không còn miếng. Cà quá trời. Thực sự không ngon. Nó hào hào á. Nó không giòn, nó không giòn. Không có giòn, không có ngon. Giòn ăn hết luôn nha. Rồi, bây giờ tại sao anh đầu bếp Dương Minh làm 6 miếng này? Bởi vì đây là lần đầu tiên chương trình sẽ cho đội thua cùng thưởng thức món ăn này. Ủa là 3 món? Đúng rồi. Em có định 1 món. Nè, em muốn gì ăn đi. Tình bạn dài lâu, Bạn bè nào? Đây. Rồi, ăn thử đi mấy bạn. Yeah. Yeah. Bạn ơi, hồi nãy bạn nói là bạn ăn cá hồi với lại khoai không có được á. Thì anh Minh ăn đi anh. Anh Minh nè. Anh Hiền. Và chúng ta hãy cảm ơn anh Dương Minh vì đã cho chúng ta thưởng thức món ăn quá tuyệt vời này. Cảm ơn anh Minh. Và Hiêm xin cảm ơn hai đội chơi ngày hôm nay đã đến đây cùng vui, cùng cười cùng với chương trình Mình Ăn Trưa Nhé. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Mình Ăn Trưa Nhé vào lúc 12:30 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.